Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên, phẩm thứ ba. Phật Mẫu thưa hỏi: Lúc đó, Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong muôn nghìn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không có Phật Pháp, nhận đến bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật, vân vân, cũng sai khác như thế, chớ chẳng riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh Mẫu, trong mong Ngài lắng nghe, nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng: Xin Thánh giả nói cho. Bồ Tát lược thuật: Bây giờ, Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diên Phù Đề như dưới đây: Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục, mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp, không khi nào ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trục, ô phạm, tăng, ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chuyền, hoặc giết, hoặc hại, vân vân. Những chúng sinh đó phải đọa vào vô gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn kỳ thật, tâm chẳng phải sa môn, làm dụng cụ thường trụ, trái phạm giới luật, gạ gẫm, hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ ăn uống, y phục, vân vân của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên, đó thời phải đọa vào địa ngục, ngủ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có nghìn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vòng ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến một muôn dặm, lửa cháy trên thành, không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà địa ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này châu vi một muôn 8.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt cả, lửa cháy hực hở suốt trên xuống dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm. Một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy trật cả giường, đều nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra, nó kèm vời như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn, giường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột
ầm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chìa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, vân vân. Rồi dồi lên trên không, lấy chỉ hứng để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội. Lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lóng đốt khắp trong thân thể, đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra, rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đổ quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp, không lúc nào ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời sanh lại vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời cũng xoay vần sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó. Lại địa ngục đó có năm đều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Thứ nhất, tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua vô số kiếp không lúc nào ngừng hết nên gọi là vô gián. Thứ hai, mỗi người tội thân đầy trật cả ngục. Nhiều người mỗi tội thân đều cũng trật đầy cả ngục nên gọi là vô gián. Thứ ba, những khí cục để hành hình tội nhân như chìa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối xay, cưa, đục, dao mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống niền đầu, nước sắt nóng rưới thân, đói thời ăn hòn sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngớt, nên gọi là vô gián. Không luận là trai gái, mường, máng, mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc là rồng, là trời, hoặc là thần, là quỷ, hễ gây tội ác, theo đó mà kèm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ, nên gọi là vô gián. Thứ năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới sinh vào, cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng một khoảng niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết, mới đặng thọ sanh, vì lẽ liên miên mãi mãi, nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra, thời tên của những khí cụ để hành tội, cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiết lo rầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.